Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang di chuyển trên một con đường lên đỉnh núi Phú Sĩ. Và con đường này được mang tên là con đường âm nhạc. Mình khá bất ngờ khi mà chiếc xe của mình đang di chuyển trên mặt đường thì trở thành một cái nhạc cụ để phát thành một bài hát. Mà đây là một cái bài hát truyền thống của đất nước Nhật Bản luôn các bạn. Một bài hát cực kỳ tự hào luôn. Và tại Nhật Bản thì có 4 con đường có khả năng tự cất tiếng hát khi mà xe chạy ngang qua. Đây là một trong những cái giải pháp cực kỳ hay mà chính phủ Nhật giúp cho tài xế hạn chế chạy quá tốc độ nha các bạn. Và cái đoạn đường âm nhạc thì có độ dài khoảng 200m và chứa hàng ngàn cái rãnh nhỏ khác nhau. Khi mà xe chạy với cái vận tốc từ 50-60 km/h thì bánh xe khi mà va vào những cái rãnh với cái độ sâu khoảng 6-12mm thì sẽ tạo lên những cái âm thanh, những cái giai điệu cực kỳ hay luôn các bạn. Và bây giờ thì mình đang chuẩn bị tới cái đoạn đường mà có khả năng phát âm nhạc này. Và các bạn sẽ chú ý, mình sẽ cố gắng nâng cái volume cái máy của mình lên để cho các bạn nghe rõ được cái bài giai điệu của bài nhạc này. Các bạn cũng vừa nghe được cái giai điệu âm nhạc của một bài truyền thống của Nhật Bản đúng không? Và trước mắt các bạn đây là một khu rừng được mệnh danh là khu rừng chết, khu rừng tự sát nổi tiếng ở Nhật Bản có tên là Akigahara. Trung bình mỗi năm thì người Nhật khoảng 20.000 người tự tử bởi vì họ quá làm việc quá căng thẳng và họ đang bị stress rất nặng. Rất nhiều người đã chọn phương án là nhảy tàu điện ngầm để tự tử. Một số khác thì lại chọn cái khu rừng Akigahara là một trong những địa điểm tuyệt vời để kết liễu lại cuộc đời mình. Và có thời điểm thì chính phủ ghi nhận tới 108 cái thi thể khi mà kiểm tra trong khu rừng. Và đây là một trong những địa chỉ khá rùng rợn và nổi tiếng ở Nhật Bản. Thật thú vị khi mà mình vừa trải nghiệm qua một con đường âm nhạc lâu nay được tìm hiểu qua sách báo. Và thật rùng rợn khi mà mình vừa mới đi ngang qua cái cánh rừng chết. Chỉ còn khoảng vài cây số nữa thì mình sẽ lên đỉnh núi Phú Sĩ. Xin cảm ơn cả nhà.